Vì sao nạn nhân nữ tử vong gần gấp đôi nam giới ở Itaewon? Chuyên gia chỉ ra một số yếu tố có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong ở nữ giới cao hơn so với nam giới khi bị dồn ép đám đông. Trong đó phải kể tới đặc điểm hình thể và sức mạnh thể chất. Trong vụ dẫm đạp tại lễ Halloween tối ngày 29 tháng 10, số phụ nữ thiệt mạng nhiều gấp đôi so với nam giới. Khi con số tử vong tăng lên hơn 154 người vào ngày 31 tháng 10, New York Times đưa tin. Các con hẻm nhỏ của khu giải trí về đêm Itaewon thu hút tới 100.000 người vào tối ngày 29 tháng 10. Đám đông đã bị dồn xuống bẫy tử thần, con hẻm nhỏ và dốc gần khách sạn Hamilton. Theo Korean Hero, con hẻm dài 45m, rộng 4m, dốc xuống về phía đường chính và nhà ga Itaewon. Theo New York Times, nguyên nhân phổ biến gây thương tích và tử vong được cho là do nghẹt thở. G. Castile, giáo sư về tâm lý học đám đông tại Đại học Suffolk, miền Nam nước Anh, nhận định chưa có kết quả chính xác cho bằng chứng về việc nữ giới dễ bị ngạt hơn nam giới. Tuy nhiên, ông nhận định có một số yếu tố trong đám đông khiến tỷ lệ phụ nữ tử vong cao. Phụ nữ có thân hình nhỏ hơn, nhưng khối lượng cơ thể ở phần ngực trên nhiều hơn. Họ thường có phần ngực lớn hơn nam giới, ông nói. Nếu có áp lực tác động tại đó, sẽ có nhiều lực đẩy vào trong hơn, gây bất lợi cho phụ nữ. Giáo sư Steele cũng lưu ý khi mọi người dồn lại với nhau, lúc này sức mạnh thể chất có lợi. Đàn ông thường có phần thân trên khỏe hơn phụ nữ và họ có nhiều cơ hội thoát ra khỏi tình huống đó hơn theo đúng nghĩa đen, ông lý giải. Ông nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến tử vong là mật độ đám đông và tỷ lệ nam nữ. Tính ngày 31 tháng 10, quan chức Hàn Quốc xác định có 98 nạn nhân là nữ và 56 người là nam. Họ vẫn chưa xác định nguyên nhân dẫn tới thảm kịch.